Sau 2 ngày xét xử, vào lúc 20 giờ ngày 21 tháng 7, Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tuyên án 6 bị cáo liên quan đến tỉnh thất Bồng Lai. Trong đó, bị cáo Lê Tùng Vân lãnh mức án cao nhất là 5 năm tù giam về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân. Cùng tội danh, bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên, 30 tuổi, Lê Thanh Hoàng Nguyên, 31 tuổi và Lê Thanh Trùng Dương, 27 tuổi, mỗi người bị phạt 4 năm tù. Bị cáo Lê Thanh Nhị Nguyên nhận án 3 năm 6 tháng tù và bà Cao Thị Cúc lãnh 3 năm tù. Theo kết luận điều tra, từ năm 2019, Lê Tùng Dân đã chỉ đạo Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Nhị Nguyên cùng các đồng phạm khác tạo ra các tài khoản mạng xã hội, trong đó có hai kênh YouTube, Năm Chú Tiểu, Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ và Nhất Nguyên, Hoàng Nguyên, Official. Những tài khoản này đăng tải các clip chứa nội dung vi phạm pháp luật nhằm mục đích để cộng đồng mạng trong và ngoài nước xem, chia sẻ, bình luận, tạo sức lan truyền nhanh chóng, gây thiệt hại đến uy tín, danh dự của Công an huyện Đức Hòa cùng một số tổ chức cá nhân khác. Cơ quan điều tra xác định các bị cáo đã đăng tải 5 video và một bài viết trên mạng xã hội. Đây là hành vi có tổ chức, xâm phạm đến lợi ích cơ quan nhà nước, tổ chức tôn giáo và cá nhân.